kính chào tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở trong đền thờ và kính chào tất cả quý ông bà anh chị em đang theo dõi ở trên livestream. Tôi xin phép được cầu nguyện và chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Lời Chúa là chao dấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con được làm con của Ngài và chúng con có lời của Chúa để hướng dẫn đời sống của chúng con. Con cầu xin Thánh Linh Chúa cho chúng con để chúng con à, nghe được tiếng của Chúa một cách riêng tư, một cách cá nhân của mình và chúng con có thể soi lại đời sống của mình những điều gì chúng con có thể áp dụng từ lời của Chúa gây dựng đời sống tâm linh của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cầu nguyện trong Chúa Jesus Christ. Amen. Có thể cho mục sư cái phần à, kinh thánh đối đáp được không? kinh thánh nền tảng. Chào chú Hòa, hôm nay chú Hòa khỏe đến được, cảm ơn Chúa. À, sẵn mục sư cũng kêu gọi quý ông bà anh chị em cầu nguyện. À, chúng ta biết rằng năm học mới đã bắt đầu, tức là con cháu chúng ta đã trở lại trường học. À, tất cả các lứa tuổi à, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho để con cháu ở trong hội thánh của Chúa có được sự khôn ngoan Chúa ban cho. Không phải chỉ là chỉ khôn ngoan trong vấn đề học tập, nhưng mà xin Chúa cho có good discernment tức là vào trong trường để có những cái sự suy biện để biết những điều gì nên tham gia, những điều gì không nên tham gia biết những cái điều nào nên nói, những điều nào nên làm cho sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta xem trong công vụ các sứ đồ đoạn 26 từ câu 4 đến câu 23. Có thể là nó hơi dài, nhưng mà một sư muốn đọc cho quý ông bà anh chị em nghe, để rồi chúng ta sẽ thấy được cái bài học ngày hôm nay. Công cụ các sứ đồ đoạn 26 từ câu 4. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem, thì mọi người Judah đều biết cả. Đây là lời à, tự kể của Phaolô về cuộc đời của ông. Câu số 5, ví bằng họ muốn làm chứng về việc này thì biết từ lâu ngày rồi tôi là người Pharisi theo phe đó rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đón xét vì trong cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi. Lại 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trong đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tàu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người juda kiện cáo ủa sao các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng đức chúa trời khiến những kẻ chết sống lại sao thật chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh giê xu ở nazareth thật tôi đã làm sự này tại thành jerusalem sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả thì tôi bỏ tù nhiều người thánh và lúc họ giết Lúc họ giết các người đó Tôi cũng đồng một ý vả lại tôi thường trải đi từ nhà hội này đến nhà hội kia Hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng Tôi lại nổi giận quá bội Bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc ấy vậy tôi lên thành Đa Mách Có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả Đương đi dọc đường Đức đi dọc đường thì muôn tâu lúc giữa trưa Tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống Chói lói hơn mặt trời sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi Chúng tôi thải điều té xuống đất Và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng Hỡi sao lơ sao lơ Sao ngươi bắt bớ ta Ngươi đá ghim nhọn Thì là khó chịu cho ngươi vậy Tôi thưa lại Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng ta là giê -xu mà ngươi đương bắt bớ Xong hãy chờ dậy và đứng lên Vì ta đã hiện ra cho ngươi Để lập ngươi làm việc Và làm chứng về những việc ngươi đã thấy Cùng những việc ta sẽ hiện đến mắt cho ngươi Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này Và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến Đặng mở mắt họ Hầu cho họ từ tối tâm mà qua sáng láng Từ quyền lực của quỷ Satan Mà đến Đức Chúa Trời và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tâu vua Aripa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời, nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn kìa vì thế nên người Giuđa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi xong nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ tôi tôi còn sống đến ngày nay làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và môi xe đã nói sẽ đến tức là đấng Christ phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại Quý ông bà anh chị em Cái câu chuyện của Sao Lơ Trở thành Phao Lô Và Cái sự việc xảy ra là khi ông Là một cái người bắt bớ đạo Lúc đó ông có thể nói là Ông là một cái người rất là Như là khủng bố vậy đó Ông rất là extreme Rất là quá khích Về do Thái giáo Và ông không tin vào Chúa Giêsu Bởi vì ông chứng kiến và biết rằng Chúa Giêsu đã chết và ông không tin rằng Chúa Giêsu có thể là đến sống lại, cho nên là trong cái niềm tin của riêng mình và ông đã rất là nhiệt thành trong cái niềm tin đó và ông đi bắt bớ tất cả những người theo Giêsu và như cái lời à, mà ông kể lại như một cái lời làm chứng với vua Agrippa thì ông kể lại để chúng ta thấy là ông đã bắt bớ đã tìm giết những cái người theo Chúa ở mức độ như thế nào. Hôm nay chúng ta học với nhau cái đề tài là Mù mắt mình nhưng mà để mở mắt người Chúng ta đang học ở trong cái loạt về những người mù Chúng ta đã nói với nhau mù có nhiều lý cớ Có những người sinh ra là đã mù Có những người lớn lên rồi bị mù Có những người mắt mờ riết mà không chữa rồi để bị mù Có người bị phạm tội mà khiến cho kẻ thù móc mắt mình ra mà bị mù trong trường hợp của sao lơ thì có gì đặc biệt có cái đặc biệt thứ nhất là về con người của ông sao lơ là một pharisee -si, là một cái người mà ông gọi rằng không chỉ là pharisee -si, mà trong những người pharisee -si, ông là cái người mà nghiêm hơn hết tức là ông là một cái người trỗi hơn trong những người pharisee -si. cho nên hôm nay chúng ta nói về một người mù không phải là mù ở trong cái tội lỗi như chúng ta thường nghe như là chúng ta bị nghiện ngập, chúng ta bị những cái tội lỗi. Nhưng mà ở đây là một cái mù ở trong cái niềm tin, ở trong cái tư tưởng và ông Paulo hay là ông saul bị. Cái người Pharisee -si là người như thế nào? Cái người Pharisee -si là cái người mà họ thuộc lời Chúa. Họ không những biết lời Chúa mà năm sách môi xe họ thuộc luôn. Người Pharisee -si là cái người họ trung tính trong việc đi đền thờ. Họ có thói quen đến đền thờ. Họ là cái người có thể là đỉnh của đỉnh nếu mà nói về về tôn giáo, về vấn đề giữ luật, về vấn đề đạo đức, họ tự hào về điều đó. Cái chữ pharisee -si có nghĩa là được tách ra. Được tách ra và họ cho rằng họ hiểu luật rồi họ còn đặt thêm luật để làm cho nó khó hơn và họ khoe khoang về cái điều đó. Người Pharisee -si là cái người giữ sự kiên ăn cầu nguyện Người Pharisee -si là cái người trung tín ở trong sự dân hiến Người Pharisee -si là cái người làm một vụ Quý ông bà anh chị em Một sư nói cái điều đó để cho chúng ta thấy nó nó có một cái góc nhìn khác ở trong cái mù của của sao lơ là tại vì ở đây không phải là cái người bình thường mà là một cái người biết đạo là một cái người hiểu luật nhưng mà ông chỉ biết tôn giáo nhưng mà ông chưa có biết Giêsu. Ở đây có thể nói là một cái người có tâm đạo cũng giống như bao nhiêu người Việt của chúng ta, chúng ta gặp họ nếu mà nói về đạo đức có thể họ tốt hơn chúng ta. Nói về tâm đạo họ cũng là những người rất là sốt sắng ở trong đạo của mình. Họ là những người Phật giáo, họ là những người hồi giáo, họ là những người Do Thái giáo, họ có cái niềm tin của họ và họ cho điều đó là đúng. Và họ rất là sốt sắn để làm cái công việc đó. Và thậm chí họ sẵn sàng đối diện với những người khác cái niềm tin. Và họ sẵn sàng bắt bớ những người nào theo Giê-xu. Chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ một suy hỏi, nếu như mà quý vị thấy một người như Sao Lơ ở trong nhà thờ, quý vị có cảm thấy ấn tượng không? Chắc chắn rất là ấn tượng. Là bởi vì một cái người hiểu lực, nói tới đâu mình cũng nghe họ chưng dẫn kinh thánh ào ào là cái người mà mỗi lần dân hiến mình thấy họ trung tín trong sự dân hiến mỗi lần mà cầu nguyện họ kiên ăn cầu nguyện rất là kỹ cương nói điều đó để cho chúng ta thấy rằng người mù không phải chỉ những người ngoài kia mù mà có thể ở trong nhà thờ vẫn bị mù chúng ta có thể là rất là giữ đạo nhưng mà chúng ta không có được mối liên hệ với giê xu thì chúng ta vẫn bị mù và cái đó là cái nguy hiểm ông sao lơ sau này ổng đổi tên thành Phaolô. Cái chữ Sao Lơ có nghĩa là cái người được cầu nguyện cho. Nhưng mà khi mà đổi thành Phaolô thì chữ Phaolô có nghĩa là nhỏ, là khiêm nhường. Và có cái sự thay đổi là Chúa từ một cái người Sao Lơ bắt bớ đạo và Chúa thay đổi ổng để ổng có thể trở nên một cái người sốt sắn cho công việc nhà Chúa. Sự việc gì xảy ra? Cái sự việc xảy ra là một lần ông đang rất là hăng hái Ông đã bắt bớ ở tại Jerusalem, ở tại Judah. Bây giờ ông đi ra thành Đa Mách. Mà cái thành Đa Mách là cách đó là khoảng 6 ngày đi, 130 dặm. Tức là ông nhiệt tình tới mức độ mà ông đi, ông nghe nói cái chỗ đó có một cái nhóm người theo giê -xu. Và ông quyết định là đi phải bắt cái nhóm người đó, phải nhốt cái đám người đó. Thậm chí là nếu mà có giết thì ông cũng ủng hộ nữa. Nhưng mà khi mà trên đường đi như vậy, giữa ban ngày lại có một cái ánh sáng mà cái sự vinh hiển đó sáng còn hơn là cái ánh sáng ban ngày làm cho ông bị té xuống và có tiếng kêu rằng hỏi sao lơ sao lơ sao ngươi bắt bớ ta thì có hai điều mà mà sao lơ trả lời cái nhất là sao lơ hỏi ngài là ai và cái câu thứ hai là sao lơ nói là tôi phải làm gì hai cái câu hỏi đó cực kỳ quan trọng cho đời sống của chúng ta Chúng ta có thể đi nhà thờ, chúng ta có thể giữ luật, nhưng mà có hai câu hỏi chúng ta có thể không không trả lời được cho chính mình. Chúa Giêsu là ai đối với cuộc đời của mình? Và chúng ta phải làm gì về Chúa Giêsu đó? Hôm nay một sư muốn học với quý bà anh chị em ba điều. Cái điều thứ nhất, một sư gọi là bị chặn đường để mở đường. Ông đã có một cái kế hoạch, ông đã có một cái hành trình, và ông đã có một cái mục tiêu rõ ràng một người đỉnh cao của pharisi và ông muốn đạt được cái mục tiêu đó nhưng mà ông đã bị chặn đường và khi mà ông bị chặn đường không phải là bởi vì ông đang đi ở trong tối tâm nhưng mà ông đang đi giữa ban ngày nhưng mà khi mà dù là ông đang đi trong giữa ban ngày mà chúa muốn chặn đường ông thì chúa vẫn có một ánh sáng siêu nhiên sáng hơn cả ánh sáng ban ngày và chúa khiến cho ông bị té xuống và cái hành trình của ông bị gián đoạn Khi ông té xuống rồi thì ông bị mù Ông bị mù sau này thì Anania được Chúa sai đến để cầu nguyện cho ông Thì cái vẫy ở trong mắt ông mới rớt ra và ông mới thấy đường được Cái điều đầu tiên là chúng ta thấy bị chặn đường Để rồi có thể được mở đường Tức là Chúa đã khiến cho ông chặn cái con đường của riêng ông Để mở ra cho ông một cái đạo Ở trong câu chuyện này rất là hay Là bởi vì câu chuyện này được kể ba lần lần Ở trong công vụ các sứ đồ Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 Rồi trong đoạn 26 Và trong đoạn 22 Cho nên mà khi mà quý bạn cho em đọc luôn ba cái câu chuyện đó Chúng ta sẽ thấy có những cái ý rất là hay Cái ý hay thứ nhất là nói rằng ông đi bắt bớ những người bản tiếng Việt dịch là theo đạo Nhưng mà thật ra ở trong bản gốc là những người theo the way theo đường đi và cái chữ the way đó được viết hoa tức là những người theo đạo là những người theo con đường duy nhất the way chứ không phải là a way con đường duy nhất Chúa Giêsu nói là ta là đường đi là lẽ thật là sự sống và ông thì đi để bắt những người đang đi theo cái con đường đó nó hay ở cái chỗ là khi kinh thánh cố tình để cái chữ the way tức là đường đi thì mới thấy là ổng không thấy đường. Ổng bắt những người đang ở trên đường nhưng mà cá nhân ổng thì ổng bị chặn đường và ông không có thấy được để Chúa phải mở mắt cho ông để ông có thể thấy được. Phaolô lúc này là một cái người cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ tập trung vào cái sự công bình của riêng mình. Và Ông cần phải biết về năng quyền của Chúa Cho nên là Chúa chặn đường của ông Nhưng mà để mở cho ông thấy một cái đạo, một cái đường mới Sau này khi mà Chúa sai Anania đến cầu nguyện Chúa lại nói sao? Anania hãy đến con đường gọi là đường ngay thẳng Để có thể gặp và đặt tay cầu nguyện cho sao lời Quý vị thấy hay không? Rất là hay Chúa khiến ông bị mù Rồi Chúa mở mắt ông ra Chúa phải dẫn ông về con đường duy nhất và chúa phải đem ông tới con đường ngay thẳng thì lúc đó ông mới có thể được sử dụng để hầu vì chúa cho nên cái điều đầu tiên là trong cuộc sống của chúng ta có nhiều lúc chúa chặn đường chúng ta có nhiều lúc chúng ta cảm thấy là chúng ta bị gián đoạn nhưng mà khi chúa chặn đường chúng ta chúa lại mở cho chúng ta một con đường đúng hơn ở tại mỹ này một trong những cái người mà bây giờ rất là nổi tiếng mà dạy về kinh doanh theo nguyên tắc của chúa đó là ông Ramsey và ông là một cái người triệu phú. Nhưng mà ông kể là, là khi trẻ ông đã là một triệu phú rồi. Nhưng mà rồi ông bị băng Và khi ông bị phá sản như vậy, ông mới trở về. Ông dành thời giờ với Chúa và ông bắt đầu đến với lời của Chúa để coi coi lời của Chúa chỉ gì cho ông về những nguyên tắc làm kinh doanh theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Và bây giờ ông lại trở lại không phải chỉ là triệu phú Mà là multi-millionaire Ông là một người cực kỳ giàu Và bây giờ ông có sách, ông có những cái workshop Và ông có radio, ông có những chương trình Ông đi dạy khắp các nhà thờ Để cho người ta biết về cái cách làm ăn Nhưng mà trong nguyên tắc của Chúa Chúa thật sự đã chặn đường của ông Để rồi Chúa mở cho ông một cái con đường và con đường đó phải đi ngang Chúa Giêsu. Ở trong cuộc đời của chúng ta có nhiều lúc Chúa cũng chặn chúng ta lại. Có nhiều lúc chúng ta thấy rằng cuộc sống đang kinh tế, đang phát triển sẽ tự nhiên bị chặn lại. Sức khỏe đang tốt sẽ tự nhiên bị chặn lại. Những hành trình làm việc chúng ta bị chặn lại. Hồi sáng này trong giờ học Kinh Thánh, một sư có nói, người Mỹ họ nói là delay is not a denial. Có thể là mình cảm thấy như mình bị delay, nhưng không có nghĩa là mình bị chậm trễ, mình bị trì trệ lại. Có nghĩa là Chúa bỏ mình, nhưng mà Chúa muốn mình điều chỉnh một cái điều gì đó để cho mình có thể thấy được như là Chúa muốn mình thấy. Có thể là mình tự tin trong cái điều mà mình nghĩ là mình đang thấy nhưng mà Chúa muốn thay đổi cái tầm nhìn của mình. Cho nên ở đây cái điều đầu tiên chúng ta thấy là Chúa đã chặn đường để Chúa mở đạo cho ông. Đạo đó là là Chúa Giêsu là con đường duy nhất, là con đường lẽ thật. Chúng ta cũng đặt câu hỏi như vậy những cái gì mà gián đoạn ở trong cuộc đời của chúng ta thường là chúng ta phải đặt câu hỏi là chúa muốn con có gì điều chỉnh hay không những cái interruption những cái sự gián đoạn ở trong cuộc sống của chúng ta thường là đem chúng ta lại gần với chúa nhiều hơn chúng ta cần phải chạy đến với chúa nhiều hơn để chúng ta xem coi chúa muốn chỉ chúng ta con đường nào cái điều thứ hai là chúa khiến ông bị mù đường để ông có thể thấy Chúa Mù đường để có thể thấy Chúa Hay là nói khác hơn là Chúa muốn ông đầu phục Phaolô cần phải nhận ra mình là ai Và Chúa là ai Là tại vì khi mà ông đi Thì ông nhìn thấy ông là một cái người Được hết phép Tức là ông có cả quyền lực Của chính trị Quyền lực của tôn giáo Và ông đang đi làm cái công việc đó Một cách rất là tự hào Và ông không có biết Chúa là ai cho đến khi Chúa phải xuất hiện Chúa kêu tên ông hai lần Trong Kinh Thánh mỗi lần mà kêu hai lần như vậy Là chúng ta cần phải có cái sự chú ý Giờ Chúa kêu Ma Thê, Ma Thê, Mari, Mari Chúa kêu hai lần là chúng ta biết Không phải là có nghĩa là Chúa trách Nhưng mà Chúa kêu cần phải chú ý Và Chúa kêu ông sao lơ, sao lơ Và Chúa nói rằng Sao lơ, ngươi đang đá vào trong cái 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 dầm nhọn cái trong kinh thánh cái chữ đó nó có nghĩa là một cái cây xào mà được chuốt cái đầu nhọn mà những cái người mà họ cho những con con bò con trâu mà kéo cài đó mà họ muốn nó đi theo đúng cái ý của mình đó, thì họ lấy cái cây đó họ đâm vào trong cái 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 đùi của nó đó để nó phải đi mà có nhiều lúc đó, nó không chịu nó lấy chân nó đá ngược trở lại thì nó đá vô cái dầm đó thì nó càng đau chứ không có thay đổi được cho nên chúa nói rằng ta có cái chương trình cho ngươi sao lơ ta đã có cái chương trình để gọi ngươi để biệt ngươi cho người ngoại nhưng mà bây giờ ngươi cần phải được mở mắt cho nên là chúa khiến cho ông bị mù cái thể chất nhưng mà chúa mở mắt cho ông biết được cái tâm linh lúc đó ông mới hỏi là ngài là ai khi mà ông hỏi ngài là ai thì chúa lại trả lời rất là lạ Chúa nói là ta là giê mà ngươi bắt bớ Chúa không có nói là ta là giê mà ngươi đang bắt bớ những người theo ta Không có nói vậy Mà Chúa nói là ngươi bắt bớ những người theo ta Chính là ngươi bắt ta Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng Không phải chỉ là một cái tôn giáo Nhưng là một cái liên hệ Không phải những cái hiểu biết bên ngoài Nhưng mà đấng sống ở bên trong Chúa ở cùng với chúng ta Khi mà người khác bắt bớ chúng ta là bắt bớ chính ngài chúa của chúng ta là vậy chúa chúng ta không phải là một giáo chủ của một tôn giáo nhưng mà chúa chúng ta cũng là một cứu chúa ở trong lòng của chúng ta cho nên là chúa cho phao lô thấy rằng ngươi đang bắt bớ những người này là ngươi bắt bớ ta tại vì họ thuộc về ta sau lơ mới hỏi là tôi phải làm gì chúa nói hãy đứng dậy có người dắt ngươi vào thành rồi sau đó có người đến cầu nguyện cho ngươi Mở mắt ngươi Để ngươi có thể đi làm cái công việc Sẽ thấy được Cho nên là ba ngày Quý bạn cho em Ba ngày ông ở trong sự tối tâm Ông ở trong sự kiên ăn không ăn không uống Và trong sự tối tâm ba ngày Và trong ba ngày tối tâm đó Ông cũng không biết rằng Ông sẽ được mở mắt hay không nữa đó là một cái trải nghiệm mà khiến cho ông phải ở trên đầu gối của mình Khiến cho ông phải phải hạ mình xuống cho nên cái chữ phao lô nó có nghĩa là nhỏ là humble là hạ mình và chúa muốn ông phải vào trong cái chỗ đó ông biết chúa là lớn tới mức độ nào và ông biết là cái sức riêng của ông không có để nào đủ sức để có thể nghịch lại với chúa được và ông được bắt phục khi anania đến thì phao lô đã sẵn sàng để đầu phục bây giờ cái điều cuối cùng đó là mù mắt mình để mở mắt người. Ở trong đoạn 26 có một câu mà chính vì câu đó mà tôi chọn để cái đề tài. Ở trong công vụ đoạn 26 câu 17 18 nói như vậy: Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, tức là Chúa có cái chương trình cho ổng là biệt ông ra để giảng cho dân ngoại. Đặng mở mắt họ đặng mở mắt họ hầu cho họ từ tối tâm mà qua sáng láng như vậy thì chúa đã làm mù mắt của sao lơ để giúp để khiến cho sao lơ để đi ra để mở mắt những người ở trong cái sự mù đó giống như nãy tôi nói ông ông ramsey ổng bị mù mắt ở trong vấn đề kinh tế nhưng mà rồi để ổng mở mắt cho bao nhiêu người không biết làm Để trở về với nguyên tắc của Chúa để có thể được thịnh vượng Có nhiều lúc Chúa cho chúng ta bị chặn đường Để Ngài chỉ cho chúng ta một con đường duy nhất Có nhiều lúc Chúa cho chúng ta bị mù, cái mù mắt của mình Nhưng mà để rồi trong cái sự mù của mình Trong cái sự đó mình lại thấy và biết Chúa nhiều hơn và cái thứ ba đó là khi mà mình bị mù Chúa muốn mình mù Nhưng mà để rồi mình trong cái kinh nghiệm đó mình đi ra mình sẽ mở mắt được cho nhiều người. Tôi thấy điều này ở trong cuộc đời của mình. Những cái sự gián đoạn của mình bị ở trong cuộc sống của mình, những cái chỗ mà mình cảm thấy như mình không có lối ra, mình thật sự bị mù tịt. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì chúng ta lại thấy Chúa một cái cách mới hơn. Chúng ta có thể thấy được quyền năng của Chúa một cách thực tế hơn, chúng ta thấy được ân sủng của Chúa một cách thực tế hơn. Chúng ta hiểu rõ Chúa của mình hơn Và khi mình đi ra Mình lại mở mắt cho những người khác Có nhiều lúc Chúa cho chúng ta phải đi qua Những cái đổ vỡ của hôn nhân của mình Chúng ta cảm thấy như là một cái sự gián đoạn Chúng ta cảm thấy như mình rơi vào trong cái sự mù loà. Nhưng mà chính ở trong cái chỗ đó Chúng ta gặp gỡ và kinh nghiệm được Chúa Và khi chúng ta đi ra Chúng ta lại làm ít được cho những người Họ đối diện những cái sự đổ vỡ bao nhiêu người họ ở trong xì ke ma túy nhưng mà khi mà chúa chặn cuộc đời của họ lại họ cảm thấy bế tắc không còn con đường nào khác khi mà chúa chữa lành cho họ thì họ lại trở thành mục sư hay trở thành những cái người mà đi mở mắt cho những người khác những người băng đảng trở về với băng đảng những người xì ke trở về với xì ke những người đổ vỡ trở về với những người đổ vỡ để mở mắt họ ra Tôi muốn nói với ông bà anh chị em một cái chỗ này Tôi thấy rất là đặc biệt Tại vì chúng ta đang nói về người mù Những cái mù kia Cái mù của ông Sao Lơ có cái đặc biệt Là khi mà Anani cầu nguyện cho ông á Thì ông bị rớt cái vẫy che mắt ra Những cái mù kia là Hoặc là bị móc mắt, bị đuôi, bị mù Nhưng mà trường hợp của ông Thị giác vẫn còn đó mắt vẫn hoạt động nhưng mà không thấy được là bởi vì những cái vẫy che và chúa muốn gỡ những cái vẫy đó ra để rồi ông có thể thấy và khi mà ông thấy được như cách chúa muốn là ông thấy thì ông lại đi mở mắt được cho nhiều người quý ông bà chị em chúng ta cầu xin chúa để cho chúng ta được gỡ những cái vẫy ra tôi vẫn tin rằng chúng ta có rất là nhiều vẫy ở trên mắt của mình và khi nào nhiều lúc chúng ta nghe một cái bài hát chuyển tải một cái lẽ thật của chúa chúng ta nghe đọc một cái câu kinh thánh một cái bài tỉnh nguyện chúng ta nghe một cái bài giảng và chúng ta nói rằng chúa ơi sao từ trước tới nay con không thấy được cái điều đó ô chúa đang gỡ một cái vẫy ra cho chúng ta và chúng ta cứ đến chúa gỡ từng những cái vẫy đó để rồi chúng ta được sáng hơn mà không phải chỉ được sáng hơn mà chúng ta giúp cho người khác được mở mắt ra để thấy như là Chúa đã cho chúng ta thấy vậy. Ở trong cái bài học này chúng ta cũng thấy cảm ơn Chúa là những con người như là Sao Lơ, những người pha ri -si, những người giữ luật, những người chống nghịch Chúa Giêsu, những những người bắt bớ đạo chúng ta nghĩ là làm sao mà có thể thay đổi những con người như vậy. Nhưng mà Chúa vẫn có thời điểm cho họ, Chúa vẫn có cách thức cho họ, và Chúa thay đổi cuộc đời của họ để sử dụng cho nhà của Chúa, Chúa có thể đem chúng ta ra khỏi những cái mù khác nhau, ở trong những cách thức khác nhau, ở trong những thời điểm khác nhau, gỡ bỏ những cái vẫy đó ra để rồi chúng ta có thể giúp cho người khác để bước đi ở trong sự sáng của Chúa. Tôi thấy uh, ông Phaolô rất là đặc biệt là ông được sai đi để mở mắt cho những người khác những người học kinh thánh với một sư trường chúng ta học xong sách epheso thì trong epheso đoạn 1 ông cũng nói rằng cầu xin chúa để cho họ được soi sáng con mắt lòng của mình mở mắt lòng của mình để thấy tức là con mắt thịt của ông thì bị mù nhưng mà Chúa đã mở con mắt lòng của ông Và bây giờ ông khao khát cái điều đó Không phải chỉ cho mình Mà trong cái kinh nghiệm của mình Bây giờ ông muốn người khác Cũng được mở mắt ra Rớt những cái vẫy đi để có thể biết Chúa như là đáng biết Và biết mình phải sống cho Chúa Không phải chỉ là một con người theo đạo Không phải chỉ là một con người tôn giáo Nhưng mà phải có liên hệ với Chúa Giêsu Bởi vì Chúa Giêsu không phải chỉ là một trong những con đường Mà Chúa Giêsu là con đường duy nhất Chỉ có một đấng trung bảo duy nhất Ở giữa Đức Chúa Trời và loài người Để nhờ đó chúng ta được cứu Chúa muốn chúng ta bước ra ánh sáng cho nên quý ông bà anh chị em Nếu chúng ta là một cái người có tâm đạo Nếu chúng ta làm con người tự hào Mình là tôn giáo, mình là đạo đức Vẫn chưa đủ Có thể ngày hôm nay Sự sáng của Chúa đang sôi Ở trên quý ông bà anh chị em Như là một cái sự gián đoạn Những cái gì mình suy nghĩ từ trước tới nay Để muốn nói với mình Chúa Giêsu là ai Chúa Giêsu yêu mình Chúa Giêsu muốn ở trong mình Chúa Giêsu muốn có liên hệ với mình và Chúa muốn Giêsu muốn sử dụng cuộc đời của mình cho công việc nhà của Chúa. Tôi thấy ở đây có một vài cái vẫy tôi nói nhanh. Có nhiều lúc chúng ta đi nhà thờ, chúng ta không cảm thấy quan trọng cái việc đi nhà thờ. Chúng ta cảm thấy là tiện thì mình đi, không tiện thì thôi. Cho đến một ngày chúng ta đọc được Hebrew đoạn 10 câu 25 thì nói rằng đừng có bỏ qua sự nhóm lại, cái vẫy nó rớt xuống. Chúng ta bắt đầu mới hiểu rằng cái việc đi thờ phượng Chúa là quan trọng, chúng ta cần có nhau. Có thể là chúng ta cảm thấy rằng ờ, mình đi nhà thờ nhưng mà mình không nhất thiết là phải tham gia vô bất cứ một cái sinh hoạt gì. Cho tới khi chúng ta nghe được Roma đoạn 12 câu 4 câu 5 chúng ta biết rằng mọi người chúng ta được có một cái ơn khác nhau và Chúa muốn chúng ta tham gia vào trong sinh hoạt gia đình của hội thánh một cái vẫy nữa lại rớt ra và chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải bước vào. Có thể là chúng ta cảm thấy rằng ồ tôi đi nhà thờ một siêu giảng một lần là được. Thậm chí là có nhiều lúc, chúng ta từ background mà là Catholic, chúng ta thấy cái việc mà không đọc Kinh Thánh là thường xuyên cái việc đó, việc của ông Linh Mục lo, còn mình không có nhất thiết. Tôi nghe nói là ngày nay, anh em công giáo, họ cũng đã cải thiện cái điều đó. Họ cho tín hữu đọc lời Chúa. Mà nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ rằng, ồ, chúng ta không có nhất thiết là phải đọc lời Chúa. Cho tới một ngày, chúng ta thấy được rằng, Chúa nói rằng, chúng ta cần phải được mở mắt ra để thấy được sự lạ kỳ ở trong lời của Chúa bắt đầu chúng ta được rớt cái vảy và chúng ta yêu mến lời của Chúa có thể là chúng ta đi nhà thờ chúng ta cảm thấy rằng à, tôi đi thờ phượng Chúa cái đó là cái tâm còn cái chuyện dân tiền cái chuyện đó tôi cảm thấy là nó nó không có hợp lý cho tới khi chúng ta học lời của Chúa và chúng ta biết rằng đó là cánh cửa của phước hạnh đó là cái bước của đức tin thế là cái vảy nó lại được rớt ra và chúng ta bước vào ở Trong cái sự tận hiến cho Chúa Quý ông bà anh chị em Nói khác đi Nếu chúng ta Ở một cơ đốc nhân theo Chúa Và có được sự sáng của Chúa Chúng ta sẽ cảm thấy yêu mến sự thờ phượng Chúng ta sẽ cảm thấy yêu mến sự phục vụ Chúng ta sẽ cảm thấy yêu mến sự tương giao với Chúa Ở trong sự cầu nguyện và lời của Ngài Và chúng ta cảm thấy là cái việc mà chúng ta cần phải đi ra Chúng ta cần phải dâng hiến là điều chúng ta cần phải làm. Cho nên, Chúa có chặn đường quý ông bà anh chị em để mở cho chúng ta một con đường duy nhất không? Chúa có mà mù mắt chúng ta để rồi chúng ta lại thấy được Chúa thay vì chỉ thấy mình. Và cái thứ ba là nếu như Chúa đã làm mù mắt chúng ta và Ngài đã cho chúng ta được sáng lại, thì đó là mục đích Chúa muốn chúng ta đi mở mắt những người khác để nói với họ rằng tôi đã từng ở chỗ của anh tôi đã từng ở chỗ của chị tôi đã từng ở chỗ gia đình của quý vị tôi biết chúa đã thành tính như thế nào chúa yêu thương như thế nào hãy cậy thánh linh của chúa để mở mắt cho họ bởi vì chúa muốn chúng ta bị mù mắt mình để mở mắt người khác amen